Những phức tạp ở giáo phận Vinh tiếp tục leo thang với các hành động bất chấp pháp luật của một số linh mục cực đoan. Mấy ngày qua, dư luận hết sức bức xúc với việc linh mục Đinh Văn Minh, quản xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, yêu cầu các phụ huynh là giáo dân không được phép cho con trẻ của mình trong độ tuổi mầm non được đi học. Cứ ngỡ là mơ, chúng ta đang sống trong một đất nước độc lập, hòa bình lại xuất hiện những mệnh lệnh hết sức phi lý, nếu không muốn nói là phản đạo đức, đi ngược lại với các giá trị truyền thống. Vị linh mục Đinh Văn Minh vốn được đào tạo từ nhỏ trong các bậc mầm non đến đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trước lúc học đại chủng viện, lại có những hành vi hết sức bỉ ổi đến như vậy. Theo thông tin ban đầu, thì hiện trường mầm non xã Diễn Đoài chỉ có 1 trên 42 em 5 tuổi, 3 trên 43 em 4 tuổi và 1 trên 38 em 3 tuổi là con của các giáo dân thuộc giáo xứ Đăng Cao đi học, còn lại là ở nhà. Thông tin được dư luận phản ánh thì lý do cơ bản là do ông linh mục quản xứ Đinh Văn Minh yêu cầu các phụ huynh không cho con đi học, điển hình như trong buổi rao giảng mới đây. Đinh Văn Minh không ngại ngần răn đe trước đông đảo giáo dân rằng chúng ta cứ không cho các cháu đi học để xem chính quyền có cho các cháu đi học lớp 1 hay không. Chưa rõ động cơ và mục đích đằng sau hành động bỉ ổi này của Đinh Văn Minh là gì, tuy nhiên có thể khẳng định rằng điều này đang đi ngược lại giáo huấn của giáo hội, vi phạm pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế. Luật trẻ em năm 2016 quy định các hành vi bị cấm, trong đó có khoảng 6 điều 6 nêu rõ cấm việc cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình. Cũng tại điều 16 của luật này khẳng định trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. Trong bộ luật nhân quyền quốc tế, quyền trẻ em được chế định chủ yếu trong Công ước về quyền trẻ em CRC năm 1989, trong đó nêu rõ trẻ em có quyền được phát triển gồm những điều kiện để trẻ em có thể phát triển đầy đủ nhất về cả tinh thần và đạo đức, bao gồm việc học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, tiếp nhận thông tin, tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Qua một vài dẫn chứng giảng đơn có thể thấy, linh mục Đinh Văn Minh đang cố tình vi phạm pháp luật, thách thức chính quyền. Hẳn chắc hẳn biết rõ rằng điều đó, nhưng vẫn cố tình dùng thần quyền giáo lý để ràng buộc quần chúng bằng những hành vi sai phạm của mình. Nên nhớ rằng Đinh Văn Minh đã từng được chế độ này dạy dỗ nên người, chứ chẳng phải là nhờ hồng ân của Thiên Chúa để có thể thể hiện thái độ cao ngạo như ngày hôm nay. Giáo hội Công giáo Roma luôn đề cao quyền con người, trong đó không ít lần các thế lực thù địch đang dương chiêu bài vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Ấy vậy mà phần tử như Đinh Văn Minh đang làm một việc hết sức tội lỗi, vi phạm ngay cả những điều răn cơ bản nhất của giáo hội, chà đạp lên quyền con người. Đó khác nào là sự sỉ vả vào chính các bậc bề trên của giáo hội Công giáo Roma. Thiết nghĩ giáo hội cần mạnh tay loại bỏ những phần tử cực đoan đội lốt linh mục như Đinh Văn Minh ngay lập tức. Pháp luật vừa vi phạm cả giáo luật Công giáo. Ai cũng biết đi học là một trong những quyền cơ bản của con người, trong đó và theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận, học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em năm 2004 cũng khẳng định tại điều 16 rằng trẻ em có quyền được học tập. Ông linh mục Đinh Văn Minh cấm cản các em đến trường đã là vi phạm các quy định của pháp luật. Mặt khác, cũng phải thấy rằng với bản chất của nhà nước, của công dân, do dân và vì dân, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới vấn đề học tập của mọi người dân. Hòng nâng cao dân trí, nhà nước Việt Nam luôn có các chủ trương, chính sách để động viên khuyến khích mọi người tới trường học tập. Việc ông linh mục Đinh Văn Minh cấm cản không cho các cháu tới trường cũng được xem là một hành động cố tình đi ngược lại, thậm chí phá hoại chính sách chủ trương của đảng và nhà nước. Mà nhìn rộng ra trên thế giới văn minh này, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất cứ nước nào trên thế giới cũng quan tâm tới vấn đề học tập. Không ai cấm cản chuyện đến trường dù bất kỳ lý do gì. Việc cấm cản đến trường, đến lớp, nó sẽ chỉ diễn ra từ thời Trung Cổ xa xưa với việc một số nhóm người muốn dùng chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Ấy vậy mà giữa thế kỷ 21, khi nhân loại bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với những trí tuệ nhân tạo, thì ngay giữa huyện Diễn Châu, Sầm Uất lại có một câu chuyện khó tin đến như vậy. Trẻ. Với việc cấm cản trẻ em đến trường, ông linh mục Đinh Văn Minh đang trực tiếp chứ không phải gián tiếp hủy hoại tương lai của các cháu. Mà chắc hẳn rằng Đức Chúa Linh Thiêng cũng không dặn các ông tông đồ của mình làm những việc trái đạo như vậy. Chúa trao sứ mệnh cho các tông đồ đem tin mừng đến cho người nghèo, chứ không phải đưa tin buồn đến cho họ, không phải đưa họ vào con đường ngu muội như cách các linh mục và như Đinh Văn Minh đang làm. Giáo dân vốn bị linh mục ràng buộc bởi thần quyền, giáo lý. Họ thường nghe theo lời cha mà không đoán định được sự phải trái đúng sai. Họ như những con chiên bị bịt mắt để cho các linh mục dẫn dắt, chăn dắt dẫn đi. Trong trường hợp của ông Đinh Văn Minh, ông đang đẩy bầy chiên vào con đường diệt vong, con đường của sự hủy hoại.
Thiết nghĩ Giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam cần lên tiếng về việc làm của ông Linh Mục Đinh Văn Minh, bởi đây là điều ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thanh danh của giáo hội. Nếu không chấn chỉnh những ông Linh Mục như Đinh Văn Minh, thì hình ảnh của Giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam sẽ hiện ra với vẻ đầy xấu xí.